Nếu ai đó trong cuộc sống nói với các bạn không có hợp với kinh doanh đâu. Nếu ai đó trong cuộc sống này nói với bạn là bạn sẽ không làm được đâu, thì hãy đến với hệ sinh thái của chúng tôi. Chúng tôi sẽ giúp đỡ các bạn cũng như cùng đồng hành với các bạn, để cho các bạn từ một người bình thường nhất có thể biết về kinh doanh từ cơ bản đến nâng cao. Làm sao để cho các bạn có thể là gì ạ? Khởi nghiệp kinh doanh với vốn ít nhất, và cũng như làm sao để các bạn cũng có thể thành công một cách đơn giản nhất với hệ sinh thái của chúng tôi, với nhiều các thành viên là những người có rất nhiều năm kinh nghiệm, 5 năm, 10 năm, thậm chí là 15 năm kinh nghiệm trong kinh doanh về đa lĩnh vực, sẽ giúp đỡ cho các bạn, cũng sẽ có thể là hỗ trợ cho các bạn những cái kiến thức, những cái kinh nghiệm và những cái trải nghiệm của bản thân của những lãnh đạo của trong hệ sinh thái của chúng tôi, sẽ chia sẻ cũng như là giúp đỡ cho các bạn tất cả những cái kiến thức mà chúng tôi đã đúc rút nhiều năm kinh nghiệm lại, để hỗ trợ cho các bạn, để cùng đồng hành với chúng tôi. Hãy đừng ngần ngại cầm điện thoại lên hoặc là inbox trực tiếp cho Richard, cho Thắng, để Thắng có thể là gì ạ, hỗ trợ cho các bạn tốt nhất, đồng hành với các bạn tốt nhất. Chắc chắn rằng trong thời gian tới đây, để chúng ta tạo ra nguồn thu nhập thứ hai, thứ ba, thậm chí nhiều nguồn thu nhập hơn nữa, để chúng ta có thể phát triển bản thân mình hơn nữa, thì chúng ta hãy cùng nhau đồng hành và phát triển một cách tốt nhất trong thời gian tới. Chúc các bạn hạnh phúc, sức khỏe và thành công. Bye bye.